Cái bút chì này có giá trị gì không nếu nó không nằm trên tay của một ai đó? Bản thân mình nếu chỉ tự mình phát huy năng lực của mình thôi thì khó có thể trở nên thật sự giá trị và phát huy hết năng lực của bản thân. Cho nên mình phải nằm trong tay của một vị thầy, một vị sư phụ nào đó có kinh nghiệm, có năng lực, có trí tuệ, có bản lĩnh để sử dụng hết năng lực của mình để đóng góp cho cuộc đời. Vậy mình đã có vị thầy đó chưa? Cách duy nhất để mình trở nên giá trị hơn ngày hôm qua đó là phải chịu gọt giũa mỗi ngày. Và vị thầy của mình đang ru ngủ giới hạn của mình hay đang gọt giũa mình mỗi ngày? Và bản thân mình có sẵn sàng để được gọt giũa hay thích ru ngủ trong giới hạn của mình mỗi ngày? Mình đang chọn một vị thầy như thế nào và cũng như mình đang như thế nào với vị thầy đó? Nhân vô thập toàn, cho nên dù mình có cố gắng như thế nào đi chăng nữa mỗi ngày để mình hơn mình ngày hôm qua, vượt qua những giới hạn, thì mình cũng sẽ mắc sai lầm giống như cái bút chì này. Nhưng khi mình sai lầm thì không một ai khác ngoài chính mình là cục gôm ở trên đầu xóa sai những gì mình đã tạo. Mình phải biết tha thứ cho chính mình. Nhưng đừng lấy thời gian ngắn ngủi của cái bút chì, mạng sống sinh mệnh vốn là giới hạn của chúng ta, mà viết quá nhiều điều sai lầm và sai lầm lặp đi lặp lại. Đời sống của cái bút chì ngắn ngủi, cục gôm cũng là giới hạn. Ta gọi sai khi ta sai lần thứ hai, nhưng đừng phạm hai lần trên một lỗi thì đó không được coi là lỗi, mà đó được coi là một bài học để ta trưởng thành. Nếu không, cục gôm này sẽ không có giá trị gì cả, vì nó chỉ xóa hoài một thứ, và cái bút chì này cũng không viết được những gì tiến bộ hơn, giá trị hơn. Hình tướng bên ngoài của cái bút chì có dài ngắn như thế nào không quan trọng, mà cái ruột bên trong nó mới làm nên giá trị và phẩm chất của cái bút chì, tốt gỗ hơn tốt nước sơn. Đặc biệt, việc của cái bút chì này là viết, việc của con người là sống. Nhưng không phải ta chỉ viết lúc ta hạnh phúc bình an, ngay cả lúc ta đau khổ, bất an, thất bại trong cuộc đời, ta cũng vẫn có thể viết theo phong cách riêng của mình. Ta không phải chỉ sống được trong những lúc thành công, mà ta cũng có thể sống được rất vững chãi, tự tin trên những giới hạn của chính mình, vượt lên trên những lúc cuộc đời dồn dập, bỏ rơi, đánh bại mình. Mình phải sống hạnh phúc, vững chãi và có niềm tin vào ngày mai, và hãy cảm nhận trọn vẹn những khoảnh khắc cuộc đời theo cách riêng của mình.